bé, ủa nó em bé sao bấm bóng, cái em bé không thở được, em bé bị bệnh vậy không có thuốc trị, thôi em bé giờ bỏ đi. Chào cả nhà, mình đang có mặt tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang. Và hôm nay mình sẽ vào thăm bé Đạt. Đây là một ca bệnh rất là hiếm gặp ở trên thế giới các bạn. Là bé bị bệnh quên thở. Chỉ cần rút cái máy thở ra một thời gian mà không có được sự hỗ trợ là bé sẽ gặp nguy hiểm. Và bây giờ mình sẽ lên thăm và trao một phần quà cho bé. Rồi, đây là bé Đạt của chúng ta này các bạn. Thì ban ngày bé chơi rất là bình thường. Đó. Nhưng mà chỉ khi nào ngủ á, thì ví dụ như không có cái sự trợ giúp của chiếc máy kia. Máy này nè các bạn. Máy này gọi là máy thở. Thì bé sẽ ngưng thở. Nay bé được mười mấy tháng này, 16 tháng hả? Ủa, hơn rồi chứ. 17 tháng đó. Đó, cái giòi ở trên mũi đó là cái giòi để mà gắn ống thở vô cho bé đó các bạn. Ôi, 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 sao con? Vậy, nó chi vậy? Nó leo, nó té lại lộn mày cũng như vậy. Trời. Đó, bây giờ không bỏ đi đâu á, phải leo, anh bỏ nắp thì nó bò. À, đây là mẹ của bé này các bạn. Dạ. Mình phải cột lại vậy đó hả? Cột thôi, nó leo, nặng đi tắm. Dạ. Thế thôi, nó bò dữ lắm. Mẹ cái đoàn cái gà nó hơi. Thật ra nghĩ nó bây giờ là được 16 tháng rồi. 23 tháng rồi. 23 tháng hả chị? 16 tháng rồi. Nó lâu rồi. Hôm bữa là mổ cái gì? Mình mở cái này nè. Mình đút cái ống xuống đây. Dạ. Chứ ống đó là ống gì chị? Ống thở. Ống thở hả? Thay mà cứ cái thở trên miệng. Thở trên miệng thở nó dài, khúc dài. Một khúc này thì nó nằm chút này. Cho nên mổ để cho tập nó bé ăn á. Chứ để trên này mổ đặt cái này hoài nó sẽ tổn thương gì hơn. Mình không đặt nữa, gắn này chút. Vậy là giờ cái ở cổ này là nó nối trực tiếp ống vô trong cổ luôn đó hả? Nó thẳng dài vậy, mở nhỏ nó dài vậy. Dạ. Nay nó còn cái gì đi thôi. Nó mất anh khóc cả này nè. Dạ. Vậy là giờ bé ăn uống sao chị? Ăn uống thì qua được xong rồi. Ồ, cái ống đó là cái đường ăn đó hả? Ăn dạ. Tập nó ăn miệng mà ít á. Dạ. Ăn tại cái thương nó còn, ăn cái xuống này nè. Dạ. Tập nó, nó tập nó. Là giờ nó ăn là ăn là gì chị? Uống sữa nhưng mà cháo hoặc phải xay nhuyễn nha. Dạ. Nó nói được gì chứ gì? Khóc không có tiếng luôn. Khóc không có tiếng luôn. Không có nói gì nữa. Dạy rồi, nó mất cái miệng nó ăn nó nói được. Dạ. Rồi, hoa đây còn mẹ hút. Thôi, hoa mẹ hút. Hoa mẹ đừng hút. Ờ, hoa vậy là đàm nó ra đâu? Nó ra. Dạ. Có đàm. À. Mẹ ơi, này hoa hả? Hút thì nó nhẹ. Có ạ chưa, 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 ạ là vậy đó hả? Ạ này cấn cấn nó đau vậy. Ạ là nghiêm cổ vậy đó hả? Có gặp là phải ạ nha, có gặp khách là phải ạ nghe chưa. Ai thăm con phải ạ chưa. Ừ. Chị không biết là có mấy cái chị kia nó vô không? Chị Quyên với lại một số chị khác. Ấy xuống. Dạ, dạ. Dạ, đi là có đợt đó.
chị, em có cái quà này là của anh Tài ở phường 6, rồi ảnh gửi cho chị. Anh của nói hả? Dạ dạ. Cảm ơn ạ chú với con. Ở đây cái giường bệnh này là bé Đạt đã gắn bó ở đây là mấy năm, năm hơn một năm ha, 20 tháng không? 23 tháng. Đi làm với Hùng Dương nhỏ khoảng 3 tháng, 3 tháng rưỡi, nó mới về đây nó nằm. Là ban đầu là ở đâu chị? Đẻ Hùng Dương. Sau 1 tháng rồi đi qua đi đầu nở 1 tháng mấy. Dạ. Đi làm cả về rồi không có về, xin ở lại 23 ngày nữa là. Dạ, như vậy là mấy tháng. Coi như là ở đây là khoảng tầm 20 tháng rồi đó. Dạ, 20 tháng. Đây là cái nơi mà bé... Chị đồ trưởng đây luôn. Dạ. Đây là bé ở đây khoảng 20 tháng rồi các bạn. Ở đây cái bệnh viện này. Từ ăn uống rồi nói chung là... Đây là cái không gian của bé sinh hoạt. Chỉ trong cái khuôn khổ cái giường này thôi. Chị có đẩy nó đi đâu chưa rồi? Nãy giờ bé bị khẹt khẹt á, bây giờ chị hút đàm cho bé. Ủa vậy thì bao lâu mình phải hút lần chị? Nó cái hồn không biết được, miệng nó ho lên là hút, ho là hút. Dạ. Ho cái khẹt là hút, hoặc là nhiều khi nó khó thở, nó tím thì phải hút. Dạ. Yeah. Thì mới đặc quá, nó nghẹt lắm. Dạ cái... Cười chú đi, cười xấu đi con, cười xấu đi. Cười mà nó xấu quá. Rồi con ngồi xuống đi, coi chừng té giờ đó. Té là té hơn luôn sợ hả? Hôm bữa bị té rồi đó, phải không? Mới té một rồi gặp cả. Dễ hả? Ủa chị? Coi nó về được không? Uống nước nó ngủ cho nó về là nó thở. Cái nhà ca mà ngày thì vậy, cho mình đi nó thở. Thở là được 5 bữa rồi nó bị lỏng như vậy này. Rồi sửa chữa cho chị. Mấy bác mới cho điện người lâu lắm rồi không cứu rồi, không có người chúng coi nó còn bảo hành cái hộp tính đi sửa, mất tiền ra sửa đó. Cái sao hôm nó còn bảo hành mà nó để kinh linh vốn sửa với bà giám đốc mà sao cái này nó sáng năm sau là hết hạn rồi, là hôm bữa giờ không có xài hả chị? Có xài, xài thì xài mấy bữa được mấy bữa đó, sao tự nhiên nó bị lỗi, nó tím. Em bé thở, anh thở bị tím. Cái chỉnh tới vậy luôn rồi, sao con lại bị lỗi. Dạ, để cái đó phải hỏi. Đem họ bắt đứt luôn. Bắt đứt thì bắt đứt khẩm rồi, nó làm đó. Bắt đứt nó liên hệ ta rồi đó, nó để đưa lên trên phố. Nhà ba đám đắp thì đó sửa đâu. Mà nghe nói tháng 6 tới, tháng 5 tới thì hết hạn rồi đó. Lấy để không? Cũng may là bố trí gần ở cái cửa sổ thì cũng thoáng hả chị? Xưa thì cũng nắng lắm. Nắng hả? Nắng là mình phải kéo rèm xuống ha. Kéo rèm xuống mà ở trên đó thì nó nắng rộng chút. Chừng chừng khoảng 1 tiếng, 2 tiếng ra lại rồi đó. Dạ. Thank you.
Còn cái dây này lòng thòng lòng thầy có khi nào nó cầm nó rứt ra không chị? Hồi nhỏ là rứt, rồi quýnh. Rồi trước con thở được một cái quà, rồi la, nó muốn quýnh dữ lắm nha. Quýnh mà đau luôn hấp. Cái chị nó nói, nó nghe, từ từ. Giờ nó hiểu quá ha. Giờ nó hiểu. Thì nó lâu cũng một người cầm cầm ơ măng luôn, thì cũng có rứt ra cũng có. Kiểu như là nó lòng thòng nó khó chịu đó ha. Khó chịu lắm. Có quen không? Dạ. Có quen không? Quen chú à? Dạ, có quen không? Quen chú không? Thì vậy ai đâu biết bệnh. Có cái bệnh mà. Nãy em có nói anh á, chỉ có nói đó. Có liên hệ rồi. Tối nó ngủ ngon không chị? Cũng có khi thức chết cũng có ngủ thì giật mình hết. Rất là nó chơi. Dạ. Chơi nó ngủ, khi ngủ sớm, khi ngủ trễ. Dạ. Trễ là đêm nó thức mấy lần? Thì con để... Có khi ngủ chắc tới 4 giờ sáng thức. Dạ. Thì đêm thức 2-3 lần. Dạ. Đẹp trai. Con Thảo nè, mà Mạnh đang phải còn đạp lắm. Thảo Mạnh luôn kìa. Mạnh luôn có còn làm không? Con đứng đàng hoàng, con thật kỹ quá à. Mắc cỡ đi. Mắc cỡ luôn. Rồi mắc cỡ hả? Vậy là mắc cỡ đó hả? Mắc cỡ là đàng hoàng chưa? Nè. Cái mắc cỡ phải đạt. Giận lắm. Thằng chú ơi. Thằng chú ơi, thằng chú sửa hả? Để làm với bạn. Ngõ 4 luôn. Ngõ 4 luôn. Vì đó là nó ở đây rồi chị ở đây. Nhầu thế. Thì hổm mà sinh dò á, mua cái bó mà. Để nó thích chết. Chú cắm kia thì sao? Tại vì nó dài, còn cắm nhỏ nó chỉ một nhẹ cái con. Ta là gì? Riêng cho bé Đạt đó. Dạ, bé Đạt năng hả? Phải tắt chứ để hả? Đây là cái máy thớt, máy thở của bệnh viện các bạn. Để dành cho bé Đạt. Cái đó là bật lên hả? Dạ. Mà cái này là mình chỉ xài buổi đêm thôi không? Dạ, đúng rồi. Không, thì bé thở được thì cho nó thở. Dạ. Ra ngoài rồi tắt rồi, nếu bé thấy tím quá thì mở lên cho nó thở. Tím là khi nào mà ta môi nó tái, tím thì nó ngậm nó không thở. Dạ. Môi tái là ta chỉ tím thôi. Nó lại ngược ra. Dạ. Khi nào mà có biểu hiện tím vậy là bắt đầu mình gánh ống vô hả? Gánh ống vô. Dạ. Còn nếu mà nó thở được thì nó thở. Cha cha nó bao lâu về thăm lần chị? Suốt từ lâu lắm. Cứ đi xuống mà mới ổng đi về hôm Tết. Dạ. Tết là nó đi mổ rồi, xong rồi về đi nữa là khoảng 2 tháng mới về đây. Chim luôn. Mà nghe nó về là đã về ở nhà. Xuống không có một hai lần. Về xuống hồi sáng về. Là cha nó giờ làm nghề gì trên đó? Hiện giờ về nhà ai kêu gì mà ổng ấy. Một ngày trăm mấy có, 200 có. Dạ. Ai ra kêu đâu mà đó. Giờ cũng nghỉ công ty rồi. Nó ngủ thôi chứ thức nó liền tay liền chân vậy đó hả? Dạ thức vậy. Nhỏ thì nó nằm im lắm. Dạ. Lớn rồi nãy giờ nó tưởng năng động rồi. Quậy quá trời ha. Đứng lên đứng xuống cái lên một cái này nó xuống rồi nó lụm mình. Dạ. Nhưng mà nghe cái bịch con người tám chạy nghe. Bốc quá rồi. Hèn gì nãy tới thấy cột lên ở ổ sao cột kỳ vậy? Giờ phải cột nó thấy thì nó bò vô. À. Cái tắm rồi. Dạ. Ba ngày đi ra mà. Ôi ơi, gì dữ vậy ta? Nó thích chơi cái gì chị? Coi là chơi mà chơi dục dục lắm mà. Chơi ta mua cho thấy ra một bịch nữa nè. Chơi dục lụm gọn thế là dẹp vừa hai cái nè. Dạ. Chơi xong 18 là dục. Ừ. Ta là thấy cưng quá ta mua cái này kia cho. Dạ.
ở đây là làm đại ca ở đây rồi, hồi nào giờ đây rồi, người này đến người này đi rồi. À, ai cũng ra hết, mình cũng ra rồi. Ê, ê. Ủa chị, cái bệnh này là lúc mà sinh ra là mình sao mà mình phát hiện được chị? Sinh ra ngoài rồi mẹ nó có đi vô mà nhập viện, viện xong rồi mổ bắt nó rồi xong rồi ra rồi bình thường hả? Yeah. Bắt là bình thường đâu, mẹ nó nhỏ em nói là nó tím uống sữa xong cạo rồi tím tái tay chân, tím môi, cũng kêu bác sĩ ra, bác sĩ khám nó bị tim bẩm sinh, cái nơi điều trị đâu khoảng tuần lễ rồi. Nó không phải bẩm sinh, nó không phải tim ba lá. Thì ở đó thì cứ điều trị suốt lâu khoảng một tháng. Hỏi bé bị bệnh gì nó cứ nói không tim ba lá chứ không có bệnh gì hết. Cái oxy mới được. Cái thở mới đầu thở oxy gâu, hai ba lá rồi lên máy thở suốt luôn, không khai được. Rồi đâu đúng một tháng rồi bé nó mệt thì mới đưa vô đồng. Thì đồng ở một thời gian rồi khoảng hơn nửa tháng bác sĩ tìm ra bị bệnh. Bệnh gây rồi ra. Nó bị bệnh não trắng với dưới oxy não, tim ba lá hẹp hẹp cái quản cái thở máy cái sơ cái phổi rồi nó não trắng rồi cái cân nghiêng thở rồi cái ngủ quên thở. Và sau đó mình điều trị ở trên bệnh viện hay sao? Là nằm đó điều trị ở trên Nhi Đồng, thì Nhi Đồng nó điều trị kiểm tra ra, nó thấy bệnh thì nó trả về. Trả về hả? Nó kêu đem về bỏ. Là lúc đó là mấy tháng mà người ta kêu bỏ? Nằm khoảng 2 tháng rưỡi. Dạ, sinh nhật 2 tháng rưỡi thì người ta kêu trả về ha. Thì nằm bình thường dương tháng, qua đó nằm khoảng 1 tháng mấy. Dạ. Rồi đi CT, rồi nằm tùm lum hết trơn, rồi cái nói bé cũng đi ra nước ngoài xét nghiệm nữa. Dạ. Rồi nói bé bị này bị kia, cũng cuối cùng đi anh gây ra thì nó cái khoảng 10 giờ, 10 giờ, cái khoảng 2 giờ kêu vô bóp bóng bé. Ủa, nói bé sao bóp bóng? Cái năm bé không thở được, bé bị bệnh vậy không có thuốc trị thôi nên bé về bỏ đi. Mẹ bỏ đi. Rồi cái mẹ nói làm sao bỏ, rồi nghe bác sĩ làm sao làm chừng này. Vậy đó là mẹ vô ẩm bác sĩ không có thấy. Thấy vậy mẹ thấy bé nó còn mở mắt rồi giò cả tay chân búng búng á. Mẹ không có ở đêm về, cái mẹ nói ơi nằm lên chừng nào ấy thì đêm về rồi. Rồi nằm hai vợ chồng nó bóp bóng, bóp ngày đêm khoảng 23 ngày. Bóp liên tục 23 ngày. Bóp 23 ngày. Bà bả vô bà nói kêu về thì bỏ đi chứ nó mới vậy mà. Nó đài đọ đồ này nọ mà nó trời bé vậy sao nổ bỏ. Rồi cho bé nó làm huyết thì làm. Thế nhẹ cứ bóp mãi ngày đầu cứ bóp ngày mới bóp huyết rồi mòn mỏi mà không có thuốc cho bé nữa. Thấy không được cái bác cứ vô kêu tính đem về cứ kêu về hoài à. Thấy vậy rồi hai chồng mới muốn xe từ ở dưới đây lên chứ ở đó nó cũng mua cho xe nhà. Muốn về cũng về nhà, cũng đâu có biết là ghé bệnh viện này để ta nhận đâu. Đó thì đâu có nằm bệnh viện đâu, biết người tính cũng đem về nhà, nó muốn oxy rồi. Muốn bệnh oxy hết rồi đem về nhà cho nó thở. Mà tự nhiên đi rồi tới rồi cái hai chồng suy nghĩ thôi tắp lại vô đây cấp cứu. Cái bé người ta có cấp cứu không? Cái hai chồng gần tới trung lương rồi, không có tài rồi mẹ ở đây. Cấp cứu rồi vô đây cấp cứu đại rồi, không có bác sĩ gì hết. Bác sĩ hỏi ủa là ở đây đâu mà sao không có ai chuyển về. Cái nó dạ bé trên Nhi Đồng về, ủa sao không ai nói vậy, nó dạ bé trên Nhi Đồng trả về. Mẹ cũng nói rõ vậy, nó Nhi Đồng trả về rồi kêu đem về bỏ mà thấy bé thường nghiệp quá thôi con em lên đây. Cái trọng anh ở trên cấp cứu xong rồi bóp bấm ở đây xuống đây cho mấy bác, anh em bác kiểm máy cho bé thở. Thở luôn rồi, ở đâu cũng muốn mấy ngày. Cái mấy bác tự nhiên sao thấy nó cũng có cái nhịp thở, mấy bác cũng tính lên mở rồi các bạn. Rồi đi lên chảnh mở, ở bốc tám mình chảnh mở, không mở đi lên cho mổ, không mở thì đem về. Đem về ở chín ngày, người ta ở tới cả năm rồi thấy người ta như thấy vậy là gọi bác cứ mỗi lần bắt nước lên thành phố cứ nói thằng bé vậy, bé vậy nè, bé thì quên thở trả về bệnh viện rồi nè. Rồi khoe rồi nó xài xong lên mỗi ngọt cái quản, nó là con. Rồi cứ nói vậy rồi bữa ông chủ khoa có xuống rồi nó đi đem lên mổ thì trường hợp đem lên mổ. Yeah. Là mổ là cái này là mình mổ trên dưới đầu hả? Dạ, mình đầu một, bắt đứt chuyển lên nhiều vòng một mổ. Dạ. Mổ đâu khoảng, ở đâu khoảng tháng mấy rồi, 2 tháng thì bắt đầu chuyển lên. Là mình mổ vậy là mình đỡ được cái khâu là phải bóp bóng hả hay sao? Thì không, nó để cho bé tập ăn với
cái miệng đi sinh hoạt thôi. Dạ. Chứ cũng vẫn xài máy bình thường. Dạ. Bài ca oxy, ca cũng ở tỉnh có ca 5 ngày là ca không được, ca phải nằm không tiếp, Thấy uống oxy 2 á. Là mình đã thử cai máy rồi mà không ở được không? Ở tỉnh ca rồi, ca oxy, rồi thở cũng được lắm. Vì lâu được 5 ngày, cái bắt đầu nó thở, hít chưa được, thỉnh thở anh hết. Rồi từ từ cái nó mê, ngủ, nằm mê mê vậy. Lường mà mặt mảnh xa. Uống oxy 2, lấy người vô máy, rồi từ hồi anh về đây chưa có ca này nè. Chưa đến ca tại vì mình vết mổ nó còn á, nó còn yếu á. Thế mà về cái bệnh này đặt là ngập ngoài, cũng là chưa có ai dám ca. Hiếu động thế ghê. Ủa chị nó ngủ nhiều không chị? Ngày đó được. Ngày có khi ngủ chưa được 2 tiếng, mỗi khi 1 tiếng, 2 tiếng. Tùy nỉ, khi nãy mới đổ chút xíu chặt mắt quay qua lại thức. Ngủ sâu thì nó mình cho nó ăn sữa thì uống sữa thì ăn cháo là ở đây mua hay là tự nấu chị? Sữa thì mua rồi, còn cháo thì sáng gửi mấy cô vậy nè. Dạ. Thì có ngủ gửi rồi cái mẹ chạy ra đi sớm mình tắt hôm nay mua về mẹ xay. Thế nhỉ, tốt bên kia là xay luôn mà xa quá đi không có thời gian đi gần gần. Dạ. Cái mình thay sao ra đút ăn là chia ra rồi như thì đổ nhà tập cho nó ăn bình này chưa biết cuốn mà không biết lúc bình kiểu chừng 2-3 ngủ mà già ngủ rồi đó. Đau cười cái này. Nè, quay cười cái này, mình chứng cái cười. Cười đào quá. Làm xấu này. Cười quay cho chú cười. Cười kỳ thế à? Cười xấu. Làm gì đến cái gì á? Con dở nó đây cho mình. Mới năm lần. Nó làm đi con. Cứ làm đi con. Đi chút mẹ đi. Nha. Chú ẩm về nha. Tại đây. Chú ẩm về nha. Hả? Không ơi, mẹ cho chú nha. Mẹ cho chùa nha. Chú ẩm về nha. Có chịu không? Mẹ cho chùa nha. Mẹ cho con vô chùa nha. Hiểu không? À, có chịu không? Nó cho vô chùa rất nặng. Vậy hả? Nó cho ta nghe, mẹ không nuôi nữa cho. À, đó ok. Cho con mẹ cho cho đằng mẹ đi làm. Nha. Nó ngồi quạo nó nhíu. Dạ. À, mẹ cho con mẹ đi làm nha. Hiểu không? Nè đứng dậy nghe mẹ nói vậy, nghe mẹ nói chứ. Nè, chịu hay không mà nói đàng hoàng. Mẹ cho con mày đi làm nha. Nó biết á. Trời ơi nó ôm mẹ nha. Sao bỏ lắm. Sao bỏ hay. Sao bỏ lắm khóc. Mình ghi ôm cái nét. Bỏ thì con hết bệnh đi. Con tự thở đi mà nhà. Chứ ở đây hoài nó có được bệnh gì luôn. Ở nhà đó trời ơi hết rồi. Nhà chị là ở đâu lạnh? Ở trên Bình Phú cả đại chẳng. Dạ. Bà nội nó sẽ ở Phú Nhận. Dạ. Phú Nhận gần nữa đó. Dạ. Là bé Đạt là đứa đầu hả? Dạ, đứa đầu thôi. Dạ. Nè, ngồi đút gà ở này cọp lại. Cọp lại nè. Đút gà vô. Đút gà đây này cọp lại. Cọp lại nha. Cọp lại nha. Nói không cọp lại nha. Hiểu không? Trời ơi, cọp nha, cọp lại nha, nha. Không chịu không? Chứ cái heo quá trời, không cọp té sao? Cỡ. Mắc cỡ quá. Biết mắc cỡ thôi, đừng làm. Quê hả chị? Có ai giữ mấy chị thì công ty mình nghỉ xuống. Ở đây là chị chăm suốt từ hồi nó vô đây tới giờ luôn đó hả? Đúng rồi.
Rồi. Ví dụ gửi thì mũi, ví dụ như đông như vậy đó, làm gì thì mũi cũng về suốt. Dạ. Vậy là hơn cả năm qua là ở trong bệnh viện về suốt luôn ha. Hơn năm nay mẹ chăm suốt. Hộ khẩu thứ hai là ở đây á. Lắc đầu sao? Sao lắc đầu kỳ vậy? Vậy ở đây mình còn ăn uống sao chị? Ăn uống là phải đi cho mình học được thầy không? Cái dinh hồi nhỏ thì sinh được, lớn lên khó cho nên không có đi được. Hay mua nhiều. Ai nó ít có khi nào gửi người ta mình có đi được hay không? Rồi đi đi ở đây mua sinh ngoài này, không sinh ở dưới được thì sinh này chắc nó không hợp á. Là mấy hội từ thiện người ta phát hả? Ngày nào cũng phát hay sao? Không, mấy lâu lâu mà gặp người ta phát à, nó hợp. Còn từ thiện này thì ngày nào cũng có, ở cũng sao cũng có. Mẹ không sinh đây được, mẹ sinh cũng sao thì sinh ít thời gian mình ra cái đi mút liền, còn không sao mấy sức hẹp thì mình bắt giữ nó đâu thì được. Ít sinh ở đây. Hồi nhỏ thì sinh được nữa nên mình ra ngoài sang sang cái trưa 11 giờ cái ra sinh cảm ơn anh cái chiều. Hai cái. Ở bệnh viện suốt vậy thì cái nguồn thu nhập mình cũng mất vậy đó chị. Dạ đúng rồi, thì... suốt thì là cũng có công việc, cũng làm dụng cũng có. Rồi chi phí cho bé thời gian rồi sau này anh Thu giới thiệu đó. Cũng có mạnh thường nhiều mạnh thường quân giúp đỡ, xài mẹ con xài đây lắm. Cũng đỡ được một phần. Thì cha đi làm vậy thì có ba nó đi làm vậy thì có tiền gửi cho nó không? Hồi trước thì đi không có. Hồi trước thì đi về về. Rồi xong thời gian giữa thì lúc mà mới cho là sao dạ mới cho cái vài triệu. Như ở đây tiền viện phí thì rồi giờ làm sao chị? Viện phí thì bé nó hưởng 100% dạ. Miễn phí 100% viện viện phí ha. Dạ chỉ có tốn sữa tã sinh hoạt hoặc là cho bé uống thuốc thêm ở ngoài dạ, thuốc bổ oxy, nói chung là nó gặp đụng bé ngoài uống thêm thì bé nó yếu quá gì hồi mẹ thêm. Ôi, đời ẩm á hả? Đời ẩm rồi, đeo lên thì không ra nó. Trời ơi, nó khóc mà cũng không có ra tiếng luôn hả? Không ra tiếng gì hết. Dạ. Dính nó khóc rồi. Ôi, mày biết là mày biết rồi. Là bắt ôm đó hả? Rồi, bye bye chú nè. Bye bye chú. Bye bye đi rồi, mày ẩm đi chơi. Bye bye đi rồi, nghỉ rồi, khóc sống lắm. Bye bye chú. Bye bye chú thì mày ẩm đi chơi. Đi với bạn đi ra. Đầu con hơi, chiều chiều có hay ẩm nó đi chơi không chị? Không, bé khỏe khỏe thì ẩm đi vòng vòng chút. Dạ. Ở ngoài mấy con người ra ngoài dễ dưỡng phần. À, được. Dạ. Vắng vắng ẩm đi. Cái vết mổ nơi cổ này giờ sao vậy? Nó chưa có lành. Dạ. Dạ, mổ còn phải rửa ngày rửa hai lần. Ừ. Sáng rửa rồi chiều rửa rồi thay ra. Mổ nay bao lâu rồi chị? Nay cũng khoảng ba mấy. Ba tháng mấy mà chưa lành. Dạ chưa lành. Ừ. Hôm nay hình như là tháng 3, đi tháng 3. Dạ. Ba cuối tháng 3. Bắt Đức có thằng vô đây không? Có vô đây. Dạ có. Dạ. Vô tới ông Trực có ông Dương Âm. Dạ. Ông chuẩn trục chặt mắt cái cảnh mổ gặp đầu. Dạ. Có vấn đề. Đứng tim luôn. Phải đặt ống từ đây đến đây để sao mới đi mổ thì được mới được. Còn đầu mổ sao mới thở không được. Ở nhi đồng hay gì? Dạ. Đứng tim nửa tiếng. Đứng tim nửa tiếng luôn đó hả? Ừ, mổ xong rồi tính thì thay ống thì về mà sao không biết sao được chặt. Dạ. Chặt nói ống mà sao không biết mà cái vô nó tưởng là vô đẩy bé thì thay ống ai vô thấy bác sĩ chạy vô mười mấy ông bao nhiêu nhỏ. Dạ. Nó bé giờ đang nguy kịch. Chuẩn bị tâm lý. Trời ơi, mẹ muốn xỉu luôn, cái giờ thấy mà nhìn nó thấy ghê đó. Tại sao tự nhiên hồi nó đặt ống lại, sao điện hồi tự tỉnh. Tỉnh xong cái hai ngày sau nó đi mổ lại, cái nó đặt ống lại. Mình thấy yên, rồi bắt đầu mới nhẹ, mới lát mới... Mà mình thấy ổn mới lát nó cho nhẹ. Nhớ, nhẹ đó. Đủ 32 cây gan chưa? Mà cũng gấp gáp thôi.
mà cái hàm trên bị nảy ống gãy. Nảy ống hả? Nảy ống hổm, tóc cú nó đập hổm. Mẹ ăn nhà sữa mà lại đẩy vô ẻ. Cuối cùng ông bỏ mẹ thôi, bé này mẹ ẩm nổ mũ. Rồi tụi em vô thăm chị với bé xíu, bây giờ tụi em phải về chị. Chú về nha, bye bye nha. Bye bye. Dạ, bye bye chú nha. Hai tay luôn, bye bye. Bye bye chú này, bye bye hai chú này. Bye bye đi, mình ăn đi chơi. Bye chú này. Bây giờ chú vô thăm nữa nha. Ngoan đi, ngoan đi, bữa nào chú vô thăm nữa nè. Bye bye, em đi chơi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Đâu con bay bay coi. Đặt bay bay coi. Nè, đặt bay bay coi. Bay bay. Ôi, không bay bay vậy nè. Em mắc cỡ kìa. Rồi, để có cái gì mới thì tụi em báo cho chị ha. Dạ, dạ. Dạ, chị ha. À, thưa các bạn, vậy là bé Đạt đã ở đây hơn 20 tháng rồi. Thì quanh đi quẩn lại ở trong cái giường bệnh nhé các bạn. Cái giường bệnh của bé Đạt nằm ở đó kìa. Ngay cái bãi xe nhìn vô là thấy. Đây, đó. Thế giới của bé Đạt chỉ qua cái cửa sổ đó thôi đó. Thì bạn nào mà có tới thăm bé thì từ bãi giữ xe các bạn nhìn thấy luôn ha. Hoặc là các bạn có thể gọi điện vô cái số điện thoại của mình chỉ đường vô ha.